Ui sao vàng phê chóe nhìn vàng chóe này. Ăn Ui nó ra rồi nó kiếm ăn. Đúng rồi. Đây này, nó còn tròn trong đây luôn. Như kiểu cái ủng hay sao ấy, không phải ủng nhỉ. Không phải ủng đâu, đây. Ôi cái bạt rau dớn nữa này. Ơ cái gì đây? Ai? Cái gì đây? Cái gì đây? Ôi tôi lại một lũ này. Hả? Long cậu không? Nhìn thấy nó rồi à? Đây có một lũ này, lũ này rồi nhá. Lũ lạnh bóng loáng này. Mà chỗ quá. Có khi nó cũng thông ở đây đi. Còn đứng lắm. Đâu? Ôi, cho nó nằm mũi chứ. Ồ, con ăn mẽ sâu vào theo bụi chuối này. Này hơi khó đứng. Tao rào cái chân này để mình đứng thế này. Ừ. Chọc chọc một hai cái. Ủa, ngay dưới cái bờ ao này. Không lại rơi xuống nước của lùn, nó đang rét rồi. Tắm luôn. Chuối đang chín sao vậy? Ờ, chuối chứ hột. Vàng vàng của chuối. Ừ, đúng rồi. Phải chuối hột đấy mọi người. Đã kín rồi. Vàng vàng cái đầu kìa. Ồ, dưới chân cái tiên mà cao cũng có một cái ấy à. Lũ á. Ờ. Chuối này khó làm đấy. Ngày vớ vẩn. Phải hạ một hai cây chuối hay. Ừ, còn lỗ xuyên linh tình đèng này. Vất hết mấy cái này ra thôi. Bên trên nó có một lũ nữa chứ. Ừ, nó ăn xiên mẹ vào con bụi chuối rồi. Nó là lượn cho cái đoạn này là đến. Ừ. À, đào rộng cả chỗ này ra, bung cả chỗ này ra. Nóng gai lắm. Chân phải dẫm vào đây chụp bố ngao. Nhưng mà nhìn thấy cặp long ấy thì cặp long nhìn đuôi rồi đó. Nó chín rồi sâu ăn xiên sâu vào trong à. Ừ. Từ nó muốn đi không rồi cái tay. Cái đéo gì chuối cả? Đó. Cái đéo chuối. Ở đâu? Này nhìn cái kia cứ tưởng vàng vàng chưa. Em bơm mẹ cái cây con này trên này. Kia này. Đây. Ừ. Bơm cái cây con này. Ủa nó lượn cho cái này. Đã còn bơm cây con. Bơm cái ngọn cây con. Đứng bên trên chọc. Đứng bên trên chọc. Mà bơm cây chuối. Không đến chỗ đấy đâu. Nó lượn ở đây rồi. Để bên đây nhưng mà mình bơm ra cho nó dễ như nào. Mình vào trên thắng rồi. À đây rồi. Đâu? Sâu thế. Vàng kéo đi à. Mẹ à, đấy à. Đấy mà này. À tận chiếc trong kìa. Ừ nó mới chín. Vàng muốn chín kìa. Ừ đây đây. Dài. Đây tít trong này. Đây. Có sôi đấy. Đây. Ui. Nó tận tít trong này mà. Gốc chuối mọi người. Gốc chuối rồi. Sâu lắm. Đây. Thôi cái này. Không có ánh sáng mà phải soi vào cho đây. Nhìn thấy đốm đúng không? Ê, nó thì tít chỗ này em bừa cả bên trên này. Ngoài cái cô này chắc ra. Em. Mình thấy nó trườn từ đây này. Ồ, trườn từ đây lên này. Từ dưới nước lên á. À, bọn này khả năng đang đi cả bắt cả cá đấy. Đùa đâu.
cá mới nhái nước này, bọn này nó chơi hết rồi. Tí sao người xem ướt thì không biết ngay mà. Bơi 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 xuống. Nào ra. Đoạn này xuống rồi. Bơi 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 rộng ra ngoài này để nó tí nữa ấy mà phèo. Đẹp luôn. Ngon đấy. Mình bỏ a thì có chạy vào đây là không thoát được hả? Xin chào tất cả mọi người nhé. Trên tay mình đây là miếng cao rắn hổ mang, một cái sản phẩm đặc biệt của tem sa mát ẩm thực vùng cao. Thì cao rắn hổ mang có công dụng đặc trị các bệnh liên quan đến xương khớp, ví dụ như các bệnh liên quan đến xương khớp là vôi hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau dây thần kinh tọa, tổn thương các khớp, vôi hóa các đốt sống lưng, sống cổ, đau nhức vai gáy, tê bì tay chân, phục hồi sức khỏe cho người mới ốm dậy. Cao rắn hổ mang có công dụng về cải thiện cái chức năng sinh lý của nam giới. Đây là cái giấy chứng nhận, giấy phép kinh doanh. Đấy. Đây mọi người nhé, giấy đăng ký kinh doanh. Đây là cái giấy an toàn, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Đấy mọi người. Kết quả báo cáo, kết quả phân tích. Đấy. Mẫu là cao rắn hổ mang. Đấy mọi người nhé. Đấy. Cái này là cái mẫu cái giấy chứng nhận cho cái kiểm định cũng như là cái kết quả của bên an toàn vệ sinh thực phẩm đã đóng dấu cho mình. Đấy. Trên cao rắn những cái thành phần nào thì nó sẽ có hết ở đây. Đấy, mọi người nhé, nó đủ điều kiện để người ta sẽ cấp cho mình một cái giấy chứng nhận là an toàn vệ sinh thực phẩm. Nó sâu cơ, chạy vào phát thụt luôn, không toán được. Cái con này, bọn này nó bé, người nó cuộn nhanh ngay không mà. Sao bọn này phải nhanh ngang hổ trâu ấy. Nó vào lỗ nó nhanh. Những cái bọn này, nó người nó bé, nó luồn được tít. Này mà như kiểu bọn rắn giáo với bọn hổ trâu thế, mẹ nó luồn thì... Ao này khả năng ếch viếc đầy ấy. Đây. Rồi. Nhìn chưa? Vâng. Chó ngoài luôn này mọi người. Ôi giời. Thề nhìn vàng chóe. Ôi giời. Nó kiếm ăn. Đây này, nó còn tròn xuống đây luôn. Như kiểu cái ủng hay sao, không phải ủng. Đẹp nhìn bóng quá. Nó cả mắt này. Tôi xem lấy cái mắt thôi. Móc trên có hàng rồi mọi người ạ. Trông ngó mà. Ui cái đầu đấy. Hai con hả? Được. Hai con. Ôi, ui, hai con. Một cặp luôn rồi mọi người. Cầm đấy anh móc cái kia ra. Thế này vừa khó đứng. Vào ao mình hay sợ nó rơi dưới ao. À đây. Ôi mẹ, con này biết con to này. Cặp luôn. Ừ. Con này to hơn con kia. Hai mọi người đây. Con này to chưa? Con này như sắp lột rồi. Màu đục rồi. Đúng rồi. Này. Kìa. Nó lỗ. Tí nó chui vào cái lỗ kia thì đào. Đưa trong Việt nó đút nốt con này vào đấy. Để kiểm tra tiếp rồi. Ôi hình như cục thế này à. Kìa, cái lỗ bên kia, anh nhìn bên kia cũng có lỗ này. Đây này, ngay đây cũng có lỗ này. Đây, ngay dưới chân mình nhỉ. Mình theo. Ủa, chỗ đấy cục có. Chỗ này cục á? Kìa, không có lỗ bên kia cả. Cái kia nó không cục thì vừa đấy, từ đấy chọc nữa. Nhòm thôi, chỗ đấy, cái đấy cứ chọc thôi. Đâm lên. Nên là được hai cháu rồi mọi người ạ. Khả năng có tìm cái khu này. Ờ. Vì chỗ này đám chuối với đám bờ bụi nó nhiều mà. Thôi bình tĩnh nhé. Chuẩn đi ao, giờ này tắm mệt đấy. Đấy, cái lỗ đấy không có.
lỗ đây anh nhìn cái vết bóng lắm. Hay con đi trườn lên cái vết đấy không? Nó cắm dưới bề dưới bên dưới rồi đấy. Đấy nó ăn theo lỗ dưới rồi. Đấy. Cục. Tủ à? Cục. Cái vết này chắc biết là con gì nó đào. Chuột. Cái này có chuột chuột à? Ừ. Cái bắt con chuột nướng này đấy, thử cái à, đi. Ừ đúng rồi. Sẽ thử xem nào, nếu mà nó ăn kiểu ăn chuối hột này là ngon đấy. Mọi người nó rơi xuống nước, xuống ấy đến đâu. Ờ. Bè cái cây dài dài kia đâu. Chọc rồi đấy. Đó, xuống nước rồi nó đã không chạy đâu. Đúng rồi. Bè nó ngắn sao có đến nào. Vậy ăn. Chắc chắn là có con chuột đấy rồi. Đúng rồi. Đây, tổ như đấy đấy. Cái đầu đầu nó đã chín nhỉ? Ờ ừ, đó chín rồi, chín rồi chuột nó mới ăn. Loại này ngâm với lại ngâm rượu thì thôi chứ. Ờ. Ừ. Ồ đúng rồi. Tổ chuột ăn này nó ăn này. Đây ăn này. Ăn cái con nó vào. Đây. Đây cái quả kia nó ăn rồi gì nữa. Phải lấy được cái cao cao cơ. Ơ đi. Đi kiếm cái mấy cây. Đi. Đây mọi người ạ. Bây giờ anh em mình sẽ kiếm cái cây để chọc thử cái này xem liệu có kiếm được con chuột đồng chuột rừng nó không nhá mọi người nhá. Chưa rồi không? Đấy, anh em mình xin phép kết thúc video ở đây thôi. Mọi người xem video ủng hộ cho Việt cũng như toàn thể anh em trong team nhá. Chào cả mọi người nhá. Chào cả mọi người nhá. Đấy đấy cái cây đấy khả năng chọc con vừa đấy. Đúng rồi đấy. Con này phải nướng con này ấy. Ừ.